Chào các bạn đã trở lại với những câu chuyện ma có thật đời thường. Trước tới bây giờ trên kênh của Bảo á, thì Bảo kể qua rất là nhiều câu chuyện về miền Tây sông nước, rồi những cái câu chuyện về những cái khu vực mà vùng sâu vùng xa, à, Nhưng đa phần chỉ ở miền Tây thôi, hoặc là những cái mẫu chuyện xa xưa của những ông cụ người ta nhớ và kể lại. Bảo chưa từng kể một câu chuyện nào ở khu vực miền Bắc Thì rất là may mắn có một cô khán giả đó Cô có gửi về, về cho Bảo một câu chuyện Và câu chuyện này chính cô đã từng trải qua khi mà cô còn trẻ Thì trước khi bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay đó Thì Bảo xin phép được gọi là chị Để cho những các bạn khi mà nghe đó Thì sẽ dễ mường tượng và dễ hiểu hơn Không làm mất thời gian các bạn nữa Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay Thì khoảng tầm 27 năm trước gia đình của chị Tím gồm có bốn anh chị em và cha mẹ của chị Tím thì vẫn còn sống. À, cái người anh cả, người anh thứ hai, người anh thứ ba và chị Tím là cô con gái út và khi đó chị Tím vừa tròn 26 tuổi. Tại khu vực mà chị Tím sinh sống đó thì nó nằm ở cái khu vực núi non không à? Núi non rồi đồi trùng điệp hết, rừng rậm, nói chung là cây cối không, còn không có con đường nào mà chính thức hết những con đường mà đi, uh, đi đó, đường lộ chính này nọ là được những người dân người ta chung sức với nhau uh, phá quang để mà tạo nên một con đường dễ trong cái chuyện mà đi lại thôi chứ không có con đường chính xác thì cái điểm ở đó, đó thì nó bao bọc quanh núi cho nên là có nhà thì ở đây ở chân núi có nhà thì ở lưng chừng núi uh, có nhà thở cao hơn nói chung là nó không giống như cái khu vực ngoài đồng bằng thay vì chỗ ra ngoài đồng bằng đó thì chúng ta ở một cái đầu đường này đi thì có một cái nhà cái cách 100 m 200 m hay là 3 400 m thì có một cái nhà nữa nhưng mà chung quy thì nó vẫn nằm trên cái đường thẳng còn ở cái khu vực mà chị tím sống khi đó đó thì nhà đó nó muốn mọc đâu mọc à người ta nhắm ở được chỗ nào là người ta ở chỗ đấy những cái khu vực mà nó trống á thì người ta cắt nhà ở thôi mà nhà không phải cắt theo cái kiểu là như nhà ở miền tây của mình bây giờ nhà khi đó đó vật liệu để sử dụng cho các nhà chủ yếu là cây và đắp bằng đất nhà chị tím cũng thuộc loại một cái nhà như vậy có điều là nói là cái khu vực chứ thực chất ra đó trải dài khoảng tầm 2 km vuông thôi và nhà cửa thì cách nhau khá là xa ví dụ như mà bạn này ở bên mặt trước của núi thì cái nhà khác á, người ta ở mặt sau của núi hay hoặc là ở lưng chừng núi có nghĩa là à, khó mà qua lại với nhau lắm công việc chủ yếu khi đó là bà con sinh sống bằng cái nghề chăn nuôi gia súc và hai thứ hai con vật được à, có giá nhất là trâu và bò giờ còn dê thì khi đó ít lắm hiếm lắm dê thì có những loại dê núi này nọ thôi nhưng mà cũng hiếm chứ không có được nhiều à, đa phần người ta mua châu và bò tại cái thời điểm đó người ta mua về để cài cấy này nọ trong nông nông nghiệp á dân cư ở đó đó thì người ta sống bằng cái người chăn nuôi gia súc thì gia đình của chị Tiếm cũng thuộc một dạng như vậy trải dài tầm 2 km vuông đó thì mới có dân sinh sống nha còn qua khỏi 2 km vuông đó thì những cái khu vực của người dân người ta tiểu số người ta sống hay hoặc là rừng rậm nào không à đồi núi nhấp nhô chập trùng chứ không có dân sinh sống nữa phải cách thêm khoảng tầm Uh, mấy km nữa thì mới có một nhóm sống theo cái dạng là nhóm 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 vậy đó mình hiểu năm nay như là nhóm nhóm chứ nó không có nhà ở đồ cặn kề theo cái kiểu miền nam của mình chung quy trong cái khu vực đó đó có chừng cả trăm hay hoặc là hơn một trăm con 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 bọn trâu à mà gia đình của chị tím thuộc cái dạng là không khá riêng gia đình chị của chị tím á, là đã có được khoảng mười mấy con rồi những cái người đàn ông còn đi lên cái khu vực đông người cách đó khoảng ít km để mà làm chuyện này là chuyện kia làm thuê làm mướn nói chung là cái gì kiếm ra tiền thì họ làm còn những người đàn bà ở nhà đó đa phần là sẽ làm cái công việc là cắt cỏ cho châu cho bò ăn và dẫn châu bò đi thả chị tím thì cũng được phân công cho là năm con trâu để cho chị hàng ngày buổi sáng thì chị đi cắt cỏ cho nó ăn đến cái tầm khoảng trưa thì chị sẽ lùa năm con trâu đó đi đến những cái khu vực đồi đó, có cỏ nhiều cho nó ăn. Ví dụ như bữa nay cho ăn ở cái đồi này thì ngày mai cho ăn ở cái đồi khác. cứ xây vòng xung quanh cái núi đó. Cách cái độ khoảng cách đó thì nó tầm khoảng 500 tới 700 m đảo lại thôi. Thì cũng như thường ngày, chị tiêm sau khi mà buổi sáng là nọ làm xong hết trơn thì chuẩn bị cơm nước và đến trưa thì dắt trâu đi cho nó ăn. Lần này thì chị tím đi ở một cái khu vực mới Được người cô chỉ Cái người cô đó là cũng thả châu chung với chị tím Đi là hai cô cháu đi chung Nhưng mà cái khoảng cách thì cách nhau khoảng tầm 3-40 m vậy đó Chứ không có ở gần Tại những khi châu của cái đàn này với châu của cái đàn kia nó, nó, nó không có được thuận thì <laughs> Hai cô cháu mới dở cơm đem theo mà hồi trước đó, cái thời buổi đó nó khó khăn lắm cơm dở đem theo đâu có kiểu mà thao hay là nồi đồ như mình ở đây người ta chỉ đem vào những cái ống tre rồi bịch bịch cái đầu ống tre lại đem cơm với đồ ăn này đi theo đó để mà dành ăn tại vì đi chăn trâu khoảng tầm giấc trưa mà đến gần chiều tối mới về lần này thì hai cô cháu đi ở một cái khu vực mới ở gần một cái ngọn đồi thì cô của chị tím á là mình gọi là cô ba đi thì cô ba Thả châu ở khu vực uh, tay trái của ngọn đồi thì chị Tím ở, uh, thả châu ở khu vực chính giữa ngọn đồi và cách nhau khoảng cái tầm là 50 thước Nhưng mà 50 thước thời điểm đó đó, ở cái khu vực đó thì nó sẽ khó thấy nhau lắm Tại vì nó không có được phẳng, nó nhấp nhô lên xuống lên xuống ở những ngọn đồi và những cái ngọn đá lớn Cũng như thường ngày thôi, cháu ăn bình thường, thả châu ra thì nó ăn uống này nọ xong thì khoảng tầm hơn 2 giờ trưa gần 3 giờ đó thì là cái giờ mà chị tím sẽ tìm một cái gốc cây mát nào đó để mà ăn cơm ăn cơm chưa à, sau đó sẽ kia nghỉ ngơi rồi đến chiều thì lùa cho về hai giờ mấy gần 3 giờ đó thì chị tím mới dở cơm ra chuẩn bị dở cơm ra ăn nhưng mà tự dưng á, cả người thấy buồn ngủ ngồi trước một cái gốc cây mà thấy buồn ngủ lắm làm như nó nó mệt hay sao thì không biết mà có mắt mở có lên thấy vậy chị mới ngưng không có mở cơm ra ăn nữa mà dựa lưng vào gốc cây nó ngủ đến độ khoảng tầm 15 phút sau á thì cái bà cô á bà đi lại bà đi lại thì bà thấy chị tím nằm ngủ bà tính lại là vũ hai cô cháu ăn cơm nói chuyện cho nó vui mà thấy cháu mình nằm ngủ à, à chắc là nó mệt quá à, không có nở kêu nó dậy để cho nó ngủ đi còn cô thì cô lại cái chỗ gần châu của mình kiếm một cái chỗ mát á cô ngồi cô ăn cơm đến tầm khoảng hơn 3 giờ rưỡi gần 4 giờ chiều á cái bà cô này bà đứng bên kia mà bà thấy chị tím còn ngủ bà bước lên một cái cái, 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 tảng đá lớn đó, nó cao á bà dòm lại thì bà thấy chị tím chị tím còn ngủ cái bà mới la lên bà nói tím ơi dậy đi con ơi ăn uống xong rồi chuẩn bị lùa châu về nghe cái tiếng kêu của cái cô của mình chị tím mới thức dậy và khi thức dậy thì chị dạ cho trả lời cô của mình xong thì bắt đầu lấy cơm ra mà ăn đến khi mà mở cơm ra đó thì cơm ở trong cái ống tre nó phát ra một cái mùi ôi thiêu cực kỳ luôn chị tím nghĩ trong đầu là ủa cơm mình mới lấy hồi sáng không lẽ mình lấy nhầm dân hồi đó người ta sống cực khổ nó còn cực khổ lắm cái thời điểm đó đó cho nên là cơm á mà nấu một ngày ăn không hết thậm chí là hai ngày người ta cũng không có bỏ nữa để qua ngày sau tiếp tục hâm nóng lại và ăn thì chị tím chị nghĩ cái lý do đó thôi chứ không có cớ nào mà buổi sáng nấu cơm mà để trong một cái ống tre như vậy mà nó thiêu được thấy vậy chị mới dỡ cái đồ ăn ra đồ ăn của chị thì chỉ có đơn giản mấy cái miếng cá kho thôi mà mở đồ ăn ra nó vẫn Ôi thiêu y như vậy cơm thì có thể là chị lấy nhầm do là mẹ tiếc cho nên là hâm lại cơm của mấy ngày trước nhưng mà cá kho thì không thể nào mà bà nhầm được tại vì cá kho là buổi sáng chị kho chính tay chị kho và chị lấy đi thì không có nhầm đồ ăn của mấy bữa trước được lại nữa đó thì nếu mà là canh chua canh này canh kia đó thì nó da gió có thể là nó sẽ thiêu nhưng mà cá kho thì tuyệt đối nó sẽ không thiêu trong cái khoảng thời gian đó và dù cho nó có thiêu thì cái mùi của nó cũng không đến nỗi nồng nặc như thế này đang phân vân thì cái bà cô á bà đứng từ cái phía đó bà bắt nhìn lại thì bà thấy theo cái kiểu là à, chỉ tím cái dở cơm lên rồi đỡ xuống và mặt mày nhăn nhó cái cổ mới đi lại câu hỏi coi làm sao khi mà cô hỏi thì chị tím trả lời là cô ơi con con không biết làm sao nữa cơm á thì mới dở hồi sáng à cơm thì có thể con nhầm nhưng mà các kho có chính tay con kho mà không hiểu sao á nó hôi thiêu chứ cô bà cô đang đi tới thì bà nói mày nói làm sao đó? chứ cơm sáng tới bây giờ làm gì mà hôi thiêu đâu mà đưa tao coi coi thì bà cô ấy lại gần mà khi bà bước lại gần chỉ còn khoảng cái tầm một hai bước á là cái mùi nó hôi mà nó đến đổi là cô không cô vừa dòm vô thôi cô chưa kịp chụp vô cái cái ống cơm với lại cá kho nữa là cô quay ngang cô nôn thóc nôn tháo nó hôi thiêu tới cái mức độ như vậy đó ói xong rồi ha cái cô mới ngước mặt lên mà cái mặt còn đỏ đỏ đó cô nói trời ơi mày mày mày, mày có lộn không vậy sao mà thiêu dữ vậy con cũng không biết nữa cô không biết làm sao mà nó hôi thiêu dữ như vậy nè cái bà cô nói rồi rồi chắc là mẹ bay tiết vừa đem mấy cái đồ ăn cũ giờ kho lại này nọ đó rồi nước mắm rồi nó để 2 ba ngày rồi bà lấy bay kho chứ gì chị tím nhớ lại thì mình không có chuyện đó nhưng mà thôi bây giờ nó thiêu rồi biết làm sao bây giờ cái bụng thì lúc này nó cũng đã đói à cô của chị tím á mới nói là thôi bây giờ tao còn củ khoai nặng kìa để tao lại lấy cho mẹ ăn thì cô vừa nói thì cô vừa đi đặng lấy củ khoai trong cái thời kỳ khó khăn nói củ khoai thì mình bây giờ mình nói thì đơn giản thôi chứ cái thời đó đó nó quý lắm gần như là một cái thực phẩm thứ hai chính yếu cho người dân ở cái khu vực đó ăn xong cái củ khoai thì thấy cũng đỡ rồi uống miếng nước vô thì nó nó, nó cả người nó nó có sức lại cái chị tím mới đứng dậy giờ ngó mấy con trâu của mình thì cái bà cô này nè bà mới nói thì bây giờ mày cho nó ăn cho kỹ đi tầm khoảng 1 tiếng 1 tiếng hơn năm giờ rưỡi rồi mình lùa trâu về chị chị tím ở đó làm quay qua quay lại đó đến khoảng một tiếng hơn thì lúc đó là khoảng tầm 5 giờ rưỡi là trời bắt đầu mặt trời bắt đầu lặn rồi cái cô của chị tím đứng ở phía bên kia mới gom mấy con trâu mình lại từ trên cái chỗ khu vực mà cho ăn đó cái đồi đó đó mà dẫn nó tới con đường phẳng một chút để đi về nhà đó thì phải cách một trăm mấy mươi mươi mét thì cái bà cô này phải lùa những con trâu đó tới cái khu vực trống đó rồi gom nó lại lùa nó về từ từ chứ không có thể mà từ đó mà lùa thẳng một cái một nó sẽ thẳng nên xem phim nó chạy qua chạy lại làm xong xuôi hết trơn đi thì thấy cũng nhá em tối rồi Cái bà cô mới đi là cái vị trí cũ bà đi lại thì bà thấy mấy con trâu của chị tím đó thì cũng đang hướng ra cái khu vực uh, cái đường trống <laughs> cũng y như mình vậy đó thì có nghĩ là nhưng mà cổ không thấy chị tím chỉ nghĩ là chị tím đứng xung quanh đó mà lùa trâu thôi cũng là chuyện bình thường thường ngày cũng vẫn vậy mà cái cô mới đi ra cái đường trống và bắt đầu lùa trâu về ở cái vị trí của cô đó thì sẽ là đi trước còn cái đám châu của chị tím sẽ đi phía sau và cách một đoạn khoảng cái tầm là sáu bảy mươi mét đi lùa châu về thì cứ ngoái ngoái cái đầu lại thì thấy cái đàn châu của chị tím cũng ở phía sau thì nghĩ là chị tím đứng ở khu vực phía sau lùa cái cô mới đi lùa về nhà lùa rồi cột này nọ xong mới trơn đi rồi vô nhà ăn uống đến độ khoảng cái tầm là 8 giờ tối cái ba mẹ của chị tím từ bên nhà mới hớt hải chạy qua nhà của cô ba cô ba thì lúc đó đã đang ngồi ở trong nhà với chồng mình với mấy đứa con để mà nói chuyện cho nó vui vẻ chuẩn bị đi ngủ đó ba của chị tím chạy qua mới hỏi là ủa mày với nó đi uh, cho châu ăn mà sao bây giờ tao không thấy nó về cái cô ba chân hửng ủa anh nói sao vậy tôi lùa trước thì tôi thấy cái bài châu lửa làm sao mà hỏi qua hỏi lại thì mới biết là cô ba không có nhìn thấy chị tím mà cái đàn châu á cách 100 m mới có tới cái khu vực đường trống không có người lùa thì làm gì nó biết đi ra đó được phải có người lùa chứ cái lặt đặt chạy qua bên chuồng qua tại vì cái chỗ của cô ba đó sẽ cách cái chỗ của gia đình chị tím một cái đường vòng mà cái đường dòng này nếu tính đường thẳng thì nó khoảng tầm 300 thước thôi nhưng mà do nó dòng á, thì nó mắc khoảng hơn 400 chạy về nhà đi ra cái chuồng châu cái chuồng châu thì thấy châu nó còn yên nguyên trong chuồng á. đầy đủ hết không thiếu con nào mà tìm quanh quẩn làm sao cũng không gặp chị tím hết trơn á ba mẹ của chị tím bắt đầu lo và chạy vào nhà kêu anh em rồi đi ra những cái nhà ở lưng chừng núi gần núi này nọ đó là mấy cái nhà đó là người ta quen biết với nhau hết trơn à tại dân cư, cư sống thưa thớt mà thường ngày người ta vẫn hay qua lại với nhau để mà tiếp nhau những cái lúc mà trái gió trở trời thì gom lại là tổng cộng được hơn 20 người gia đình với lại những cái bà con luôn quen biết đó thì hơn được 20 người thì cả 20 người này mới lặt đặt đi đốt đuốc lên đi kiếm hồi xưa đâu trên đó đâu có đèn đuốc gì chỉ là đập cho làm thành những cây đuốc á để mà đi kiếm thì trong đêm như vậy mới đi lên cái chỗ đồi mà cô ba với chị tím chăn trâu hồi chiều để mà kiếm kiếm quanh quẩn kêu bằng kiếm nát hết trơn á ba của chị tím á mới nghi nghi trong đầu rồi mới nói như vậy là tụi bay kiếm á thì kiếm từ bụi dậm mà hồi xưa đó ban đêm ban hôm ở khu vực rừng núi đó người ta đi tới những cái bụi dậm này nọ người ta không có dám thọt tay này vô đâu <laughs> rắn rít nó nhiều dữ lắm mà rắn nó rắn độc không á vì đó vì, vì, vì cái lý do đó đó mà mỗi người đều trang bị cho mình một cây cây vuốt nhọn khi mà tới những cái bụi rậm á người ta sẽ chọt chọt vào đó để nếu mà có rắn rít thì nó sẽ tránh đi chứ nếu không mình không có dám mà thọt tay vô mình bư qua bư lại mình kiếm đâu ba con chị tím mới dặn như vậy kiếm là phải kiếm cho thiệt là kỹ từ những cái bụi rậm cho tới những cái hốc đá phải kiếm cho kỹ vô Tại vì ông suy nghĩ là chị Tiếm bị ma giấu Chứ chị Tiếm thường ngày làm việc Làm việc xong là đi về nhà liền Mà dùng núi mà Ma ma rừng ma núi rồi à, Rắn rít độc rồi dữ lắm Chị Tiếm đâu có dám mà ban đêm ban hôm mà ở ngoài như vậy Mà cái bầy châu đã lùa về nhà rồi Mà chị Tiếm không vô nhà Thì chỉ có một khả năng là chị Tiếm bị ma giấu Và cái chuyện ma giấu không phải là hiếm Vào cái thời điểm đó kiếm quanh quẩn đến tầm 11 giờ mấy gần 12 giờ vẫn không hề thấy chị tím ở đâu được cả nhà ai nấy đều hoang mang và lo lắng hết một lúc sau đó thì ba của chị tím gom tất cả mọi người lại và mới giải đi một lần nữa giải đi cái khu vực mà gần cái chỗ mà chị tím chăn trâu hồi lúc trưa thì ông mới kêu mọi người đi đi xung quanh kiếm đi còn ông thì ông đứng lại tại cái chỗ mà uh, cái đàn trâu nó ăn hồi trưa đó ông đứng ông mới khắng ông nói tên tuổi à, ông nói tên tuổi của chị tím xong đó thì ông nói là con của tôi nó tới đây nó chăn trâu nếu mà có phạm gì đến quý vị khuất mặt khuất mài đó thì xin quý vị bỏ lỗi cho để ngày mai tôi làm uh, con gà tôi đem lên tôi cúng thì khắn như vậy tìm kiếm thêm khoảng chừng 10 phút nữa vẫn không có kết quả thì ông lại tiếp tục khắn ngày mai á, tôi sẽ làm một con gà một số trái cây rừng tôi đem lên tôi cúng mà chư vị có giấu con tôi thì làm ơn thả con tôi ra giùm Ông khắn liên tục như vậy ba lần đến cái lần mà thứ ba ông ông khắn đó thì nghe một tiếng của một cậu thanh niên mới la lên Chị tím chị tím nào bà con ơi, chị tím Mọi người nghe cái tiếng hô mới súng nhau chạy lại. Chạy lại gần thì thấy cái cái chỗ mà ganh thanh niên này anh đứng á, và anh chỉ vào một cái bụi rậm. Cái bụi rậm này thì nó ở gần cái gốc cây mà buổi trưa chị chị tím đã từng ngồi đó ăn cơm. Cái bụi rậm này nó nó hơi bị sầm khuất. Các anh mới chỉ vô đó thì mọi người khi mà đem lại thì có đuốc ánh sáng nó hắt vô thì mới thấy chị tím ngồi trong đó mà ngồi theo kiểu trong ngóc con mắt thì chảy nước mắt tùm lum hết trơn á cái miệng thì nó, nó, nó ở những cái mép ngoài á nó dính cơm với lại à, những cái lá cây khô mà dính ở mép bên ngoài thôi một người trong nhóm mới nói trời ơi cái chỗ này hồi nãy tao kiếm tao banh ra cái như luôn mà sao tao không thấy mà sao bây giờ mày thấy tự dưng tôi đi tới đây cái tôi thấy tôi muốn lại cái lùm này tôi kiếm mặc dù là trước đó tôi đã lợi giờ làm tôi kiếm trước một lần rồi, rồi mà, đến lần thứ hai đó, tôi đảo lợi thì tôi thấy chị Tím ngồi trọng. Lúc này thì bác Hai cũng kịp thời đi tới. Bác Hai là à, ba của chị Tím á. Thấy chị Tím cái mới lặt đặt kêu mấy người lôi chị Tím ra, mà khi mà lôi chị Tím ra đó, ông mới kêu là bánh miệng chị tiếng ra coi ở trong có gì hay không. Thì mở miệng của chị tiến ra chỉ còn sót lại vài ba cái hộp cơm thôi, nhưng mà cái mùi cơm thiêu như là những cái lá thì còn sót là một cái lá thôi chứ không phải đầy miệng đầy mồm gì hết mà chị tím không có nói được lời nào hết trơn á ớ ớ mà nước mắt nó chào 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 vậy nè cái ba của chị tím mới nói với mọi người là đưa chị tím về cũng không hỏi chị tím gì hết là đưa chị tím về tới nhà xong đó thì giải tán bà con ai về giờ nãy cả nhà mới quay hoàng lại mẹ của chị tím mới đem chị tím ra phía sau tắm giữa này nọ xong thì một hồi sau đó thì chị Tím mới lấy lại được tinh thần và đi ra nhà trước. thì đi ra nhà trước á, cái ba chị Tím mới bắt đầu hỏi mày làm gì mà mày ở ngoài đó. chị Tím vừa khóc mà vừa kể lại là khoảng cái đầu mà cái lúc mà đang cho châu ăn đó chuẩn bị còn một uh, tiếng mấy nữa là về thì được một tiếng á chị Tím đang đứng ở cái khu vực đó chuẩn bị lùa châu về, tại vì thấy um, cô của mình cũng đã bắt đầu lùa châu xuống cái đoạn đường trống rồi cô đang lùa 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 như vậy đó thì cô thấy có một cái bà này bà đi lại bà chống cây gậy mà bà đi lại bà nói tím ơi bà kêu tím ơi á thì chị tím theo cái thói quen á thì nghe người lớn hỏi thì mình dạ chị tím chỉ dạ lên một tiếng thôi thì vừa dạ như vậy là mặt mày tối sầm á không còn biết gì nữa nữa Đến khi mà chị tím tỉnh dậy là chị tím nghe phía bên ngoài á bà con người ta gọi tên mình. Xung quanh cái khu vực đó trời tối thù tối thui rồi. Bà con người ta đi xung quanh người ta kêu tên chị tiến um sùm hết trơn á. Mà chị tiến cố gắng chị tím mở miệng ra để mà trả lời thì mở miệng không có được và khi đó có một cái bà già là cái bà già buổi chiều mà chị tím gặp. Bà ngồi kế bên chị tím, Bấm họng chị tím lại và nhét cơm cơm thiêu và những cái lá khô vào miệng của chị tím đồng thời bà rắc lên trong miệng gắt lên trong miệng của bà im im mày nói mày nói là tao bẻ cổ mày đó mày la lên tao bẻ cổ mày đó bà gầm bà làm như vậy thì chị tím cô kêu bằng là cái cổ nó cứng hết trơn á phải cố gắng nuốt những cái cơm và những cái lá khô nó xuống la lên thì la không được bà già bà ngồi cưới cưới bên chị tím sợ quá rồi trong cái lúc miên man như vậy cái nỗi quản sợ nhưng mà chị tím không thể nào mà hình dung ra được cái người ngồi kế mình là ma mà đầu óc nó trống rỗng mà nó không suy nghĩ gì được gì hết đó chỉ có cái nỗi cái nỗi sợ thôi thì một hồi nữa có những cái anh thanh niên anh lại lấy cây chọt chọt vô cái bụi thì anh chọt như vậy cái đầu nhọn nó đâm vô cái cái tay của chị uh, tím á, mà chị tím đau luôn nhưng mà thấy có người lại gần mình thì da la lên thì vừa la lên thì bà bụng họng lại tiếp bà quay sang bà bụng họng mà con mắt bà trợn lên á mày la nữa mày la nữa tao giết mày luôn tao giết mày luôn và làm cho chị tím quảng sợ mà không thể nào dám la lên nữa cứ ở ngồi yên ở đó, đó mà nhìn người ta đi qua đi lại đi qua đi lại kêu tên mình chị tím kể lại là như vậy cái ba của chị tím mới nói á mày bị ma dắt vào con nó giấu mày rồi vậy thì làm sao cái thằng kia nó nó thấy được mày con cũng không biết nữa ba ơi tự dưng một hồi đó thì con thấy cái anh đó đảo lại giờ anh nhìn thấy con mặc dù trước đó cũng có một hai anh á banh bụi lùm ra rồi có ngồi ngay đó đó mà anh không thấy từ đó đó thì ba của chị tím biết chị tím là ở cái khu vực đó thì giao cái buổi trưa chị tím ngồi ăn Tại một cái gốc cây thì có thể ở đó có một cái dòng hồn và cái nhông hồn của người đàn bà đó đã ăn cơm và đồ ăn của chị Tím làm cho thức ăn bị hôi tiêu đến chiều thì do hợp với chị Tím cho nên là cái bà đó bà mới giấu chị Tím à, ngày hôm sau à, ba của chị Tím thì cũng y như lời mình hứa đem gà lên đó để mà mà cúng à, một con gà mình nói là đơn giản chứ cái thời đó người ta khổ quá gà thì có anh em đi bán đang lấy tiền mua gạo chứ dễ gì mà dám ăn nhưng mà thấy chị tím bị cái trường hợp này mình hứa rồi thì mình phải làm ba của chị tím là cúng đúng y như lời mình hứa nhưng mà cũng không có dám cho con mình thả châu lên đó nữa thời gian sau này là chị tím với lại cô của chị tím vẫn thả những cái khu vực khác thôi đến độ khoảng một năm sau thì nhà của chị tím mở rộng ra thêm tại vì những cái người anh của mình đã có vợ mà mỗi lần người ta sống chung với nhau không có sống tách ra ngoài bởi vậy cái nhà thì nó nhỏ không có đủ cho nhiều người ở cái ba chị tiến mới quyết định là gọi người tới để mà phụ mình xây nên cái nhà thì xây cái nhà trong vòng đó thì khoảng một tháng mấy mới xong chủ yếu là cây cối và đắp tường bằng đất thôi thì trong cái nhóm xây này nè Thì có cái anh tên Đảm Cái anh này thì rất là siêng năng và hiền lành Anh để ý thương chị Tiếm Ba của chị Tiếm thì cũng hài lòng Và con mình cũng đã lớn rồi Cũng đến cái tuổi lập gia đình Rất là ưng bụng cái anh Đảm này thì Sau khi mà cắt nhà xong đó thì cho phép hai người nói chuyện đồ với nhau à, coi có hợp ý nhau hay không à, Được khoảng tầm 3 tháng nữa Thì cái người anh Đảm này mới qua hỏi cưới chị Tím Được chấp nhận và tổ chức lễ cưới Nhà của anh Đảm á, thì có rất là đông anh em Cái anh Đảm mới thưa với à, ba mẹ vợ là xin phép được đưa vợ của mình về nhà mình ở Nhưng mà cho vợ mình ở tạm khoảng một tháng để anh có thể về nhà mà anh xây cái nhà cái nhà anh thì nằm ở phía sau, sau núi đi, à, anh phải xây cái nhà. Sau khi xây xong đó thì sẽ qua rước vợ của mình về. Nghe vậy thì rất là mừng, tại giờ con vợ của mình đó, nó có một cái nhà khác để cho vợ chồng nó sống thì quá là mừng. Cái anh đảm mới trở về nhà và xây nhà cho mình, khu vực mà anh đảm chọn đó là nó ở gần hai cái cái hồ rất là lớn và hai cái hồ này á nó cách nhà của anh là khoảng tầm 200 thước chỉ có một con đường nhỏ đi ngang hai cái hồ đó thôi con đường nhỏ khoảng cái tầm mà khoảng ba người đi chơi đi căng với nhau á hàng ngang mà đi được ba người thôi hai cái hồ lớn lắm nằm hai bên và hai cái hồ này không phải là hồ tự nhiên mà là cái hồ có người sở hữu và nguồn nước á, để cho những người trên khu vực gần ở đó, đó sống đó thì người ta chủ yếu là dựa vào cái hai cái nguồn nước của hai cái hồ này à, hàng năm đó, nước suối từ trên, trên núi nó chảy xuống hai cái hồ đó chủ hồ thì người ta cho mình lấy nước nhưng mà không cho mình câu cá ở khu vực đó nói về cá mắm và cái thức ăn đó, thì ở miền nam mình nè à, rất là nhiều thời điểm đó là nhiều dữ lắm còn cái khu vực ở trên núi vùng cao đó đó cá kiếm cá đồ này nọ ăn là cái chuyện rất là khó, tại vì nó không có cái cái cái, 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 cái nguồn cái nguồn nước thông để cho ngoài sông nó vô để cá đâu nó vô hồ, chủ yếu là nước từ chỉnh suối xuống mà đặc biệt là cá rất là hiếm. Nhà của anh đảm đang xây, thì mới đào đắc ở gần cái chỗ đó, cách nhà khoảng tầm 5 thước đào đắp lên, đắp cho nó cao lên để khi mưa nước suối nó chảy xuống nó không bị tràn vô nhà. Khoảng độ tầm hơn nửa tháng thì cái nhà được đắp xong và chị tím bắt đầu về ở với chồng mình ngay cái ngày đầu tiên mà chị tím vào nhà ngủ đó thì cái đêm đó chị nằm đang ngủ trên giường và chị nằm mơ chị mơ thì chị thấy lạ lắm chị thấy từ dưới đất á có những cái bàn tay nó chổi lên và những cái tường bằng đất nè cũng có những cái tay nó từ trong tường nó nó tràn ra ngoài và nó chụp lấy chị thì vừa thấy như vậy chị giật mình chị thức dậy mồ hôi mồ hám đổ đầy người hết chồng chị đang nằm kế bên, chồng thì cũng giật mình ủa cái gì vậy em cái gì vậy em thì nghĩ là mình nằm mơ thôi mà chồng mình thì hàng ngày sáng sớm đi làm cực khổ chị Tiến cũng không có làm mất cái ngủ của chồng mà nó không có gì anh ơi em nằm mơ thôi à, mới nằm xuống ngủ tiếp vào cái thời điểm đó đó thì cái cái rẫy á cái rẫy của anh đảm anh chồng á là chồng khoai chồng khoai sau khi mà thu hoạch á, thì sẽ đem lên những cái khu vực mà đông người ở bán rồi đổi lại lấy gạo để mà đem về nhưng mà ngay cái lúc đó đó một mùa không có được ăn là tại vì dân người ta đói khổ đói khổ dữ lắm người ta mới ùa về đó người ta ùa về đó để mà người tìm kiếm thức ăn chứ bên ngoài là không có rồi và ùa về như vậy thì càng ngày càng nhiều ban đầu quá thì người ta ăn cắp một hai củ người ta ăn nhưng mà do cái số lượng người đổ về đông quá gia đình của anh đảm gia ngủ giữ cũng không có được luôn tại vì cái thời điểm mà đối chết nằm đầy đường thì ai mà cản nổi họ xộc thẳng vào những cái giường khoai để mà đào bới cứ bằng là là là, là thế có giống như nói mình nói là cướp á nhưng mà cũng thông cảm cho người ta tại cái cái đói của người ta mà không ăn người ta chết sao cho nên là anh đảm mới bỏ luôn cái người chồng đó chỉ chồng theo cái kiểu là uh, lấy dây khoai này nọ chồng đại nó lên nhiều nó lên ai ăn được nhiều ăn mà đa phần thì những cái loại khoai đó nó chưa kịp lớn đó nữa là người ta, đã đào, người ta đào người ta đào lên người ta ăn rồi đói lắm khi ăn luôn những cái uh, rau la rau của, của khoai lang đó rồi ăn gốc dởi rồi ăn được là người ta ăn khổ lắm anh đảm mới chuyển sang cái người khác nhưng mà cái thời điểm đó mà người gì ai cũng đói hết rồi được khoảng tầm 3 ngày sau do là không có việc làm để kiếm cái ăn anh đảm mới đi ra cái khu vực mà có đông người chút xíu làm này làm cái kia đến tận khuya mới về còn chị tím thì ở trong nhà một mình từ cái hôm mà nằm mơ thấy như vậy đó thì bữa nay là cái ngày thứ ba và mỗi đêm chị đều mơ thấy những cánh tay. Có điều thì cái giấc mơ nó chỉ thoáng qua thôi. Bữa nay chị mới ở nhà chị trông chồng mình về. Đến độ khoảng tầm 9 giờ tối á thì chị mới ra chị đóng cửa lại. Nhầm khi cũng sợ à, thời buổi này nè thì những cái người mà người ta nói khổ đó người ta ùa về quá nhiều có người thì người ta ở tạm ở những cái gốc cây lớn có người thì ta che đại cái gì đó người ta ở thì nhầm khi cũng sợ người ta đói quá người ta làm liều nhà cửa phải đóng cho thật là kỹ tại vì bản thân mình là người con gái trong nhà mà đàn bà của mình nên nè à, các chị mới khép cửa là chị đóng chị vô trong buồn chị ngồi chị chờ chồng về thì chỗ buồn của chị đó thì có làm một cái cái, cái, cái lỗ nhỏ khoảng tầm uh, hai hai tấc vuông thôi để bà dòm ra ngoài cho biết chồng mình về hay không ra mở cửa uh, cửa một lần nữa thì nó, nó nó đắp bằng những cái cây mà theo cái kiểu là uh, hàng rào á cái cửa kiểu kiểu hàng rào đó. cây này cặp kèo kẽ kè nhau rồi nói dây lại với nhau chứ không phải là cái loại cửa nhưng mình mà có nguyên một cái tấm dáng người ta uh, gọt đẽo này nọ cho nó trơn bóng mà mà làm thành cánh cửa đâu chị mới ngồi một hồi thì chị thấy có một bóng người đi ra đi vô từ cái phía bên ngoài mà đi vô cái cái hàng rào nhà mình. Ban đầu thì chị tưởng là chồng mình, cái chị mới dòm ra, chị dòm ra thì khi mà người đó đi đến gần á, tới gần cái hàng rào á, thì chị mới từ trong nhà chị đi ra và hé cái cửa ra để mà mở cho chồng mình vô. Mà từ cái hàng rào đó đó vô tới cánh cửa thì khoảng cái tầm năm à, bảy mét thôi, rất là gần. Hé ra như vậy thì ánh sáng từ cái ngọn đuốc để ở ngoài nhà nó hắt vô cái mặt của người đó chị vừa thấy một cái là chị quán hồn tại vì cái mặt của người đó là cái mặt của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà đặc biệt nữa là cánh tay của người đàn ông đó không có cánh tay phải không có và ông ta đang đưa cái tay trái lên theo cái kiểu giống như cái người ăn xin vậy đó đưa cái tay trái lên hướng về phía của chị, uh, chị chị, tím làm cho chị kêu bằng sợ quán hết trơn á chị chạy vô nhà nhưng mà lúc đó là chị chỉ nghĩ là đây là một người à, khổ ở cái nơi khác đến và ông ta bị mắc một cánh tay lúc đó là chị sợ chị chạy vô nhà thôi nhưng mà chị cũng thấy tội nghiệp à, dù sao người ta cũng cực khổ thôi bây giờ ở dưới nhà mình á, cũng còn dài ba cái củ khoai thôi thì lấy ra cho người ta đi chị nghĩ là người ăn xin ban đầu chị mới gặp thì chị sợ nhưng mà động cái lòng thương người của chị đó chị mới vô nhà chị lấy củ khoai khi mà chị lấy củ khoai chị đi ra thì chị không thấy ông đó đứng ở đó giáo giác cái mặt dòm qua dòm lại thì tiếp ông la lớn lên như vậy đó mà không thấy ông ở đâu và cái âm thanh nó phát ra đó từ phía trên tràng nhà nghe kêu tới mình chị tím giật mình và dòm lên cái hướng phát ra âm thanh thì thấy cái ông đó ông đứng ông đứng lơ lửng trên cái tràng nhà mình đó hai chân không chạm cái gì hết và cánh tay của ổng không có cánh tay phải vẫn không có và cái tay trái thì thay vì ban đầu á, thì đưa cái tay ra theo kiểu ăn xin Còn cái lúc này đó thì ổng đưa cái tay theo cái kiểu là muốn bóp cổ chị uh, tím như vậy đó gặp một cái thì tím quảng quá la lên là chạy thẳng vô trong buồn của mình ôm gối ôm mền mà run rẩy ở trong đó á. tím ơi tím ơi thì lúc này cái tiếng kêu tím ơi tím ơi từ phía bên ngoài nó cứ vang lên vang lên hoài mà đặc biệt nữa thì ngoài cái tiếng kêu gây rợn đó chị tím còn có một cái cảm giác thấp thoáng thấy những cánh tay từ phía của người đó từ bên ngoài chọt vô nhưng mà chị nhá lên vào mắt nhá lên vào mắt vô tình làm cho chị nhớ lại cái giấc mơ của chị chị càng hoảng loạn thêm chị nhắm mắt chị không còn dám giờ bất cứ một cái hình ảnh nào xung quanh hết mặc dù là chị đang ngồi trong nhà mình thì được khoảng chừng 5 phút phút sau thì chị tím lại tiếp tục điếng người lên là từ cái phía cánh cửa đó nghe cái tiếng dầm 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 giống như có ai đập cửa hai cái tay của chị tím mới đưa lên bịch hai cái lỗ tay của mình lại tại vì quá sợ rồi phải đến 10 phút sau thì chị mới nghe được cái âm thanh của chồng mình anh đã anh đi về từ nãy tới giờ là chị tím ở trong nhà là khóc lóc không à Rồi hai tay bụng cái lỗ tai lại do là quá sợ cho nên là không phát hiện cho chồng mình về 10 phút sau thì chồng mình về chị mừng quá đi chị biết là chồng mình rồi nhưng mà tạm thời chị cũng không có dám chạy ra ngoài chị dòm nữa rồi được một lúc á thì mới biết chính xác là chồng của mình chị mới ra và mở cửa ôm chồng mình và khóc mà ông chồng này ông vừa dòm thấy vợ mình thì ông cũng hơi giật mình tại vì hơi là hơi ngạc nhiên thấy vợ mình mặt mày xanh lè xanh lét rồi ánh mắt thì nó quản sợ quá mà ngay cả anh cũng có cái gì đó nó nó, nó hơi sợ sệt anh vô nhà anh mới kể là cho vợ mình nghe đó thì anh đi từ phía bên ngoài anh đi vô thì anh nghe cái tiếng vợ mình khóc anh lo anh mới chạy thẳng vô nhà anh đập cửa ha chị Tiến mới kể là cái giấc mơ đó cái anh đảm anh mới suy nghĩ trong đầu anh nói hồi trước tới bây giờ cái chỗ mình thì nó không có ma cỏ không có ma quỷ gì hết thì rất có thể là những cái hồn cái hồn ma mà nó về nó, nó, nó nhát vợ mình nè à, là một trong những cái người mà ăn xin mà những người khổ người ta kéo về đây đó người ta chết người ta mới nhát vợ mình thấy vậy đi tới sáng sớm ngày hôm sau cái anh mới đưa chị về nhà của ba chị tím theo kiểu mà tránh đi đó tại vì hồi trước có nghe nói là chị tím một lần bị ma giấu nghĩ là chị tím có cái cái duyên âm có thể là bị dắt là dễ bị ma quỷ nó theo cho nên là anh mới đưa chị tím về nhà của ba chị tím anh kia tới lui thăm thôi thì ba chị tím cũng vui vẻ mà đồng ý thôi chứ không có khó khăn gì hết phần lớn thời gian thì anh đảm ở bên đó còn nhiều hơn ở nhà mình thì độ khoảng 8 tháng sau thì chị tím mang thai và chuẩn bị theo cái kiểu là bà mụ á người ta tới người ta nói là rất có thể là sẽ sinh sớm cái anh đảm á trước tới bây giờ thì ảnh cũng kham khổ với vợ mình nhưng mà bây giờ thấy vợ mình có thai rồi mà không có gì tẩm bổ cho vợ mình hết cái hồ á cái hồ mà ở cách nhà 200 thước á hai cái hồ đó nó có cá nhưng mà cái chỗ đó người ta có chủ rồi mà hồi xưa là người ta có người canh đó người ta có mướn là người đặng canh đó cái anh đánh liều ảnh đi ăn trộm ăn trộm mà phải đi về ban đêm để câu trộm á thì đi ra đó anh cố ý là anh câu một vài con cá để về vợ mình tẩm bổ anh đi ra đó cái bắt đầu anh câu anh đang câu như vậy đó thì anh thấy thấp thoáng ở phía cách ảnh khoảng tầm uh, một mấy thước Cũng có một người Khờm khờm xuống mặt nước Mà theo cái dạng giống như là Ông này cũng đang câu Còn những cái người canh Thì bây giờ ngủ hết à? Anh đảm anh canh Mấy người đó ngủ rồi Mới dám vô câu Cái anh mới nghĩ thầm trong bụng á Anh nói biết làm sao được giờ Đâu có ai muốn mình Ăn cắp ăn trộm đâu Nhưng mà cá này cũng đâu phải Họ nuôi đâu Có điều họ uh, Có quyền sở hữu ở đây Thì họ dành là của họ Thì những người đó Chắc cũng giống như mình Đói quá thì cũng làm liều thôi Chứ biết làm sao câu á cái anh câu dính một con cái tự dưng cái người bên kia cười ha hả lên vỗ tay vỗ tay kêu bằng mừng á mà hướng cái ánh mắt dòm lại cái chỗ của anh đảm anh mới đưa cái tay lên á anh xì 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 li liên tục hết trơn á trời ơi đi câu đêm mà sao mà uh, anh nghĩ trong đầu á câu đêm mà tại sao dính cá ông nội đó ông lại la ông sùm như vậy trời người ta lợi người ta đánh chết anh đưa cái tay lên xì xì xì, xì trong miệng mà cái người đó chẳng những không ngưng lại mà còn làm dữ hơn nữa còn cười sặc sặc nhảy lên nhảy xuống nữa anh thấy quá kỳ rồi anh mới cố gắng anh lẻn ra anh đi chỗ khác anh đi làm sao cho cách xa cái này một chút đi qua một cái, cái, cái chỗ thì cái chỗ này có thể câu được và cũng có những cái cây nó che những cái người mà người ta canh giữ á cái anh mới lại anh câu và anh nhìn anh thấy không thấy cái ông mà hồi nãy câu trộm nữa không mà dỗ vỗ tay đó không thấy ông đó nữa cái anh mới ngồi xuống anh câu nhưng mà cũng làm thầm là bực trong người rồi không có hay đi câu chợ ban đêm mà vỗ tay dầm dầm vậy hết cái anh ngồi anh câu anh câu thì anh dính tiếp tục dính một con nữa và lại nghe cái tiếng cười lần nữa cười hắc hắc luôn mà lần này á chỉ cách anh khoảng tầm hai thước thôi và tiếng cười nó phát ra ở sau cái bụi á. cái bụi mà anh để anh che chắn cho những cái người mà người ta canh giữ không thấy anh á thì cái tiếng cười nó phát vỗ tay nó phát ra từ phía bên đó anh bực mình quá đi nhưng mà anh cũng không có dám la lớn nữa Anh muốn ngoái cái đầu ngồi sang á mà anh nói á Ông có điên hay không? Đi câu cá đêm mà ông làm gì? Ông la, ông vỗ tay, ông sùm vậy Tay đâu mà vỗ Cái tự dưng cái người đó quay mặt lại dòm anh đảm Mà đưa lên một cánh tay còn cái cánh tay bên kia thì nó Nó cục Ông mặc áo tay cục Nhưng mà cái tay đó nó nó nó, nó lủng lẳng lủng lẳng cái tay áo không à Không có tay Ông cục một tay vừa thấy thì anh đảm anh chớ giới nhưng mà lúc đó anh chưa nghĩ làm ma nha anh chớ giới á anh mới nghĩ thầm trong đầu á trời ơi ông này em cục tay thấy ông tội nghiệp quá đi cái thôi không nói nữa mà giống như mình chạm với cái tự ái của người ta đó cái à, anh đảm mới nói thôi xin lỗi anh nha cái người đó lúc này không cười nữa mà giờ mà anh đảm lơm lơm mà cái mặt lạnh băng à cái anh đảm mà anh xin lỗi thêm một hai lần nữa anh mới quay lại anh câu tiếp anh định bụng là thôi bây giờ mình lát mình câu á thì mình dính nó có cá đó mình chia cho người này một con thấy người ta cục tay cũng tội nghiệp quá nhưng mà anh vừa nghĩ tới cái chuyện mà cục tay đó thì anh giật mình anh nói ồ ồ nếu mà cục tay như vậy tại sao hồi nãy mình thấy vỗ tay ta một tay thì làm sao mà vỗ phát ra cái tiếng cái tiếng vỗ tay được anh suy nghĩ tới đó thì anh thấy là lạ lạ cái tự dưng anh nghe cái giọng cừ ở sau lưng mình á cừ sạc 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 bắt giác cả người kêu bằng là lạnh nó trơn luôn anh giật mình anh quay ngang anh quay ngang thì cái cái người đó đang kề cái mặt từ phía trên á cái cái giá người vẫn đứng nhưng mà cái mặt cái đầu á nó kéo dài xuống cái nguyên cổ này dài ra vậy nó đưa cái mặt sát cho cái mặt anh khi mà anh vừa quay lại đó, anh thấy một cái là anh ớ ớ quăng cần câu mà chạy cái bằng bò càng bò niễn luôn chạy thì cái phản xạ theo kiểu chạy sợ quá đó nhưng mà lâu lâu cũng phải ngước lại dòm có nó có vượt theo mình hay không thì dòm thì thấy nó không có vượt theo mình nhưng mà cái đầu của nó nó kéo gà dài ra cao lên trên vậy nè và nó nhìn thấy anh nó cười anh đảm sợ quá đi bỏ cá này nọ chạy về khi mà chạy được về tới nhà là thở hổn hển bà ba, uh, ba mẹ vợ trong nhà và anh chị em trong nhà chạy ra hỏi cái gì cái gì thì anh không có trả lời được cái ba của ba vợ của anh đảm mới đi vô nhà lấy nước cho uống uống này nọ xong thấy người này người nọ đông quá đi và vợ mình cũng có đứng ở đó nữa anh đảm anh thở hổn hển thì một lúc sau mới cởi lại cái sự việc của mình thì ngay khi cái lúc mà anh cởi nè anh đang kể cho cả nhà nghe là mình đi câu cá trộm và bị ma nó nhát thì cái lúc này chị tím á đang nghe câu chuyện thì vô tình hướng cái ánh mắt ra phía bên ngoài và thấy được một người đàn ông cái người đàn ông này đứng từ phía bên ngoài dòm vô y hệt như là cái người bữa lần đầu tiên mà chị đảm chị chị tím thấy á tối đó chị tím thấy là sáng ra anh đảm đưa chị tím về nhà ba mẹ chị tím liền và lần này cách đâu khoảng hơn 8 tháng rồi lần thứ hai chị gặp lại hình ảnh của người đó và người đó vẫn là cục tay và theo những cái lời á mà anh đảm kể tướng tá làm sao làm sao trùng khớp hoàn toàn với một cái hình ảnh đang đứng ở ngoài trước Chị Tím mới chỉ cái tay lên mà ớ ớ ớ trong miệng Thì cả nhà mới dòm cái mặt của chị Tím thấy mặt mày xanh lè tái mét Hơn là chị Tím ngồi từ trên ghế mà té xuống May mắn là mẹ của chị Tím với lại chị dâu của chị Tím chụp lại kịp Mà chị ớ khẩu quá cho những hả miệng ra mà chị không nói được cái gì thì cả nhà mới bu lại Mà cái thời đó đâu có dầu gió hay cái gì đâu người ta chỉ nghĩ là chị Tím á sắp sinh Tại vì bà mụ có nói là chị tiếm có thể sinh sinh sớm. Thì ai cũng nghĩ là chị tiếm sắp sinh. Nhưng mà thật ra là chị tiếm dòm thấy hình ảnh của người đó. Cái một trong người trong gia đình á mới chạy đi lại cái nhà của cái bà cái bà mụ nói là bà mụ thôi. Chứ thật ra bà này chỉ biết cái dạng đỡ đẻ chút đỉnh thôi, nhưng mà so với những cái người ở cái vùng đó thì bà là người có kinh nghiệm nhất. Bà mới chạy qua bà coi thì bà nói chưa đâu cái này phải từ 3 bốn ngày nữa mới đẻ rồi được khi mà bà để lại bà để lại mấy cái loại thuốc rừng á, cho chị tím uống thì uống xong á. một chút sau thì chị tím khỏe lại nhưng mà khi giật mình thức dậy tỉnh dậy á, thì chị tím kể lại cái chuyện mình thấy và hình ảnh của chị tím miêu tả về cái người đàn ông đó y hệt như anh đảm vừa miêu tả ba chị tím bắt đầu lo là có thể chị tím ở cái chỗ đó cái chỗ bên nhà chồng đó và bị cái hồn này nó nhát lần này nó theo chồng của chị tím về tới nhà luôn ba chị tím á mới đi tìm những cái loại cây rừng mà theo như cái, cái cái, phong tục hồi lúc trước của người đó đó những cái loại cây đó có thể là tránh được ma quỷ ổng mới đem cắm xung quanh nhà thì được khoảng 3 ngày như vậy anh đảm tỉnh đâu có dám trở lại cái chỗ chỗ đó mạnh câu đâu còn chị tím thì uh, ngày nào cũng ở trong nhà không có dám đi ra khỏi nhà theo cái lời dặn của ba mình đến cái ngày thứ tư á cái ngày đó thì cả nhà được một cái, 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 cái sự mời mà người ta đi vòng qua phía sau núi cái nhà đó có vợ có, có, có tiệc cưới mà hồi trước mà tiệc cưới ở những cái khu vực này á nó đơn sơ nói là, là cưới chính đơn sơ lắm chẳng qua là trên mâm có một hai cái món ăn thôi nhưng mà đặc biệt thì họ sẽ nhiệt tình với nhau đi là đi nguyên nhà vậy đó thì nguyên nhà của ba chị tím là đi hết kể cả chồng chị tím nhưng mà để mình chị tím ở nhà và đã có dặn chồng của chị tím là khi mà qua bển á thì độ tầm tối tối là về với vợ tại vì thấy đợi mình cũng không có nên các chị tím ở nhà một mình nhưng mà qua 3 ngày không còn thấy những cái hình ảnh gì nó, nó, nó lạ chứ á Chị Tím cũng không có có để ý gì nhiều à, Tại vì lúc đó là tâm trạng hồi hộp của người mẹ có đứa con đầu tiên á Đợi con mình ra đời đó. Cho nên là tối ngày cái suy nghĩ của chị là chỉ có nghĩ cho đứa con thôi Mà cái thời điểm đó thì sanh đẻ nó khó khăn lắm Nhờ Nhiều người người ta sinh xong Sinh con ra chưa được người ta chết không chừng Nên là vừa mừng mà vừa lo Chị Tím đang ở trong nhà cái đầu khoảng chừng 8 giờ mấy đó theo lý mà nói đó, thì anh chồng của mình đã dời theo cái lời hứa mà sao bây giờ chưa có về mà tự dưng càng tối thì chị tím lại càng dâng lên một cái nỗi sợ đến độ mà chị không dám bước ra ngoài luôn tại vì giờ, ngay cái giờ này đó chị nghe phía bên ngoài có cái tiếng bước chân đi tới đi lui mà đi quanh quẩn xung quanh nhà từ trước cho tới đằng sau và qua bên hông nói chung là đi một cái vòng tròn quanh nhà như vậy đó mà cái tiếng này nó, nó, phát ra liên tục làm cho cái nỗi sợ càng dâng lên trong cái lòng của chị tím chị tím sợ quá đi không có dám mà bước ra này nọ trên cửa thì chị đóng từ hồi chiều rồi chị mới ở trong buồn chị nằm và chị nằm khoảng rất là lâu chị mới thêm thiếp và ngủ đi đang ngủ thì ngủ một, một giấc không biết là được bao lâu tới khi mà chị tím cửa quậy người đó mà cái người bầu đó, họ ngủ thì họ chỉ nằm ngửa như vậy thôi hoặc là nghiêng hơi thôi khi mà khi mà họ chuyển mình đó, thì lúc nào cũng rất là chậm chạp cái chị tím chuyển mình giật mình thức dậy Thì chuyển mình cho nó, nó đổi cái tư thế thì khi mà đổi qua bên phải thì vô tình cái tay chị hoành qua bên đây nè thì chị đụng người chị nghĩ là chồng mình tại vì chỉ có chồng mình mới dám vô buồn mình mình thì thôi chứ ai chứ có lẽ là à, Ông đi rồi ông về à, Ông về rồi ông dối tay mở then cửa này nọ vô cái chị tím thấy chồng mình về đi nhưng mà sao bữa nay ông lạnh quá ông hơi lạnh chị mở mắt ra nhưng mà chị thấy là có cái người nằm quay lưng lại với chị thì chị nghĩ là chồng mình nhưng mà có cái sao bữa nay ông lạnh quá chị tím mới lo mới lấy cái tay và giờ từ 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 xung quanh người của mình cái kiểu mà lúc mà khi gì mà chị tím chạm vô đó thì cái tay chị chị đang chạm lên cái đùi cái đùi của chồng mình thì thấy lạnh á mới giờ từ từ lên và khi mà giờ tới cái vai á thì chị giật mình không có cái tay chị ớ lên một tiếng theo cái bản xạ của chị thì chị đạp chị đạp cái người đó cái cảm giác chị đạp vô cái bàn chân chị lạnh luôn và cái người đó té xuống dưới cái người đó té xuống dưới rồi chị quảng lên chị la um sùm hết trơn á nhưng mà không hiểu sao cái âm thanh nó phát ra theo kiểu mình á nó nín là cổ họng của chị đó. chị không có nghe được mặc dù chị cố gắng chị la đó mà cái, cái tiếng nói nó không có phát ra thì lúc đó cái người té ở dưới mới lờm cờm ngồi dậy và khi mà ổng đứng lên ổng đứng lên thì ổng dòm vô cái mặt của ổng xanh lè xanh lét tôi hù tôi thui mà không hiểu sao chị tím lại có thể thấy được cái mặt của ổng và cái mặt của ổng là cái người đàn ông bị cục tay mấy hôm trước chị thấy ổng đứng nhưng mà ổng không có phải là giờ mà không nói những lần trước nữa mà ổng chia cái tay cái tay mà không tục của ổng á là cái tay trái á ổng mới chia về hướng của chị tím mà ổng gầm lên trả tay cho tao ổng gầm liên tục như vậy ổng đòi tay liên tục chị tím sợ quá sợ mà hai cái tay bụp bệnh hai cái lỗ tay mình lại á bệnh lại mà la hoài luôn không nhắm mắt không có dám giờ mà ổng bên tay chỉ nghe cái tiếng ổng đòi liên tục như vậy quảng quá thì chị tím không còn biết gì nữa đến khi mà chị tím tỉnh dậy đó thì chị thấy mọi người đang kêu tên họ của mình kêu ùm um sùm xung quanh đó chứ cả gia đình đều có mặt ở đó và cái người ngồi bên cạnh chị là chồng của chị khi mà chị giờ vừa tỉnh dậy đó, chị la quảng lên cha mẹ của chị tím và những cái người thăng mới lợi khuyên và tìm những cái biện pháp để cho chị bớt sợ thì một hồi sau chị mới tỉnh hồn lại chị mới kể lại cái chuyện của mình nhưng mà kể lắp ba lắp bắp chứ không có được mà kể suôn sẻ đâu chị kể là như vậy thì ai nấy nghe xong đều biến sắc đó. một người có bầu mà ở trong nhà một mình nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì ai mà chẳng sợ thì trong cái số những người anh em thì có người trách móc anh đảm nhưng mà khi vừa trách móc á Thì anh Đảm anh ngồi im Anh không nói chứ Tại vì anh thấy uh, có thể là anh cũng có lỗi với vợ mình Nhưng mà Ba của chị Tiếm thì lại lên tiếng Trách nó cái gì Nó cũng bị ma che mắt Nó có về được cái nhà đâu mà mấy bay trách nó Thì sót em thì mấy người đó trách thôi Chứ thật ra thì cái câu chuyện của Anh anh Đảm lại là một chuyện khác nữa Cái đêm đó anh đi về Anh đi về rất là sớm Mới có tờ mà tối thôi Dặn là khoảng tầm à, tối hay hả giờ Nhưng mà mới có mặt trời mới vừa lặn thôi là bắt đầu anh đi về anh lo cho vợ mình lắm lạ thì anh đi về anh đi làm sao đó cái nhà đi hàng ngày mà đi một gần cả năm trời mà làm gì có việc có chuyện lạc cái đó với lại cái khoảng cách từ nhà đến cái chỗ ăn tiệc á nó chỉ cách khoảng tầm 500 thước à không thể nào mà đi lạc được mà đi không hiểu làm sao anh cứ quanh quẩn quanh quẩn hoài anh thấy nhà ở trước mặt mà cứ đi hoài đi hoài không tới tới chừng mà anh nhìn thấy được rõ ràng những cái cảnh tượng trước mắt thì anh đang cách xa cái chỗ ở khoảng tầm 5 cây số và nằm trên cái con đường trống chân cẳng của anh thì rướm máu hết trơn cái cảnh vật cái chỗ đó thì đã có nhiều lần anh đi ngang trong những cái chuyến mà anh đi lên đồng bằng có nhiều người đó để mà làm thuê làm mướn thì anh đi ngang cái đường này hoài và anh không hiểu làm sao mà mình lại có thể đi đến cái chỗ này trong khi chân cẳng đầu rướm máu hết trơn mà mình không phát hiện gai góc đâm đầy giò cái đau của xác thịt đó, nó làm cho anh minh mẫn lại trong cái lúc đó anh mới biết là mình bị ma nó che mắt và nó dẫn đường đi đến khi mà anh về lại tới nhà thì đã hơn 10 giờ tối anh đập cửa hoài mà vợ mình không có ra mở cửa anh sợ quá đi anh mới cố gắng anh lòn qua anh mở cái then cửa và anh xâm vào nhà khi mà anh xâm vào nhà thì anh thấy trước cái giường của vợ mình có một cái bóng đang đứng mà ông đứng á ông dòm vô cái giường vợ mình thì có nghĩa là ông đang quay lưng với cái hướng mà anh anh đảm từ phía ngoài chào vô nhưng mà cái hình ảnh đó chỉ nhoáng lên khoảng tầm một hai giây thôi là biến mất anh Đảm tuy là có hơi giật mình nhưng mà thấy vợ mình nằm trong buồn Không có lên một cái tiếng động gì hết Anh lo quá, anh không còn quan tâm tới cái bóng đó nữa Nó xuất hiện một hai giây là nó biến mất thì cởi nó Anh chạy vô trong buồn, anh thấy vợ mình xỉu Anh mới tìm cái này cái kia, anh làm anh cố gắng cứu tỉnh vợ mình Thì trong khi đó đó Cả gia đình của Ba mẹ chị, chị Tiếm đang ăn tiệc bên kia đó Mà đặc biệt là ba mẹ chị Tiếm Tự dưng thấy trong người mình nó nóng rang lên hết trơn á cái cảm giác nó nôn nao nó thôi thúc là mình phải trở về cái cả nhà mới lặt đặt trở về nhà thì may mắn về tới nhà thì thấy lúc đó là chị chị tím á cũng đã đỡ lại rồi nhưng mà chưa có tỉnh thì cả nhà mới quay quặn được một tiếng mấy đồng hồ thì chị tím mới bắt đầu tỉnh dậy có nghĩa là anh đảm khi mà đi về thì bị cái hồn ma nó che mắt nó dẫn đi chỗ khác nó không cho anh về nhà còn chị tím á, ở trong nhà thì bị cái giông hồn nó về tặng trong phòng mà nó phá như vậy nó xuất hiện như vậy cái ba của chị tím á, mới lo quá đi không thể nào mà đợi yên như vậy được con cái mình nó sắp sinh rồi mà ma quỷ nó phá kiểu này á con mình chết chứ sống sao nổi ba mẹ chị tím mới quá lo thì mới gom nhặt lại tiền trong nhà trong cái những cái cánh rừng đó, ở cách đó khoảng tầm ba bốn mét xin lỗi các bạn bao cây số thì sẽ có những cái khu vực mà những cái dân tộc người ta ở và trong những cái bản đó, đó thì sẽ có cái ông thầy mò ba của chị tím có quen một người bạn và cái người bạn này có thể nói được cái tiếng của những cái người đó thì mới nhờ cái người bạn này dẫn lên trên đó mà cái thời đó là người ta không có cần tiền những người trên bản nó không có cần tiền, tại có thể là họ không có biết xài tiền. Họ chỉ cần là nếu mà họ giúp thì họ phải cần thí dụ như là heo rừng hay là con này con kia, nói chung là những cái cái động vật mà họ có thể ăn được. Cái lần đó đó thì họ đòi một con dê và 10 à, con gà. Ba của chị à, Tiêm đáp ứng thì mời lại được về một ông thầy mo. Cái ông thầy mo này thì đúng cái người dân tộc luôn theo cái kiểu là là, là chỉ quấn người thôi quấn người những cái vị trí quan trọng của cơ thể con người đó thì có quấn những cái cái, cái cái vải hay hoặc là cái lá cây này nọ để che đi cái chỗ đó còn trên cái mũ đó thì họ vẽ mài với mặt đinh chứ còn cái mũ đó thì họ có đội cái mũ mà có những cái cái, cái cánh cái lông mà trên cánh của con chim á chim này chim kia mà họ săn được trong rừng đó, thì họ nhỏ họ làm thành cái mũ họ đội trên đầu thì cái ông thầy mo này ông về ổng về mà ổng có dẫn theo một cái, cái 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 người cậu thanh niên cũng là cái người bản ở đó luôn nó thì hai thầy trò mới đi theo ba của chị tím với lại cái người bạn đi về nhà khi mà đi về nhà thì ổng đứng quanh nhà ổng nhảy múa gì đó cái cần cổ của ổng á thì có đeo một cái sợi dây và cái sợi dây nó đính kèm nhiều cái nanh có những con cọp con con con, con heo rừng này nọ đó nó nhiều lắm nó xanh như ba một vòng luôn ổng vô ổng dòm trong nhà ổng về trong nhà xong lắc đầu và ổng nói cái cái tiếng nói của ổng thì cái người mà bạn của ba chị tím á mới dịch lại là không có cái dòng không có ở đây ông hỏi là còn ở chỗ nào nữa không thì bạn của ba chị bích á mới nhờ dịch lại là cái ông này em trả lời ông nói theo cái lời của ba chị bích á còn ở nhà ban đầu gặp á là gặp ở bên nhà của chồng cô nhỏ này thì ông thầy mo đó ông kêu dẫn ông lại cái nhà đó thì cái nhà mà anh đảm anh cắt lên đó để cho hai vợ chồng ở mà ở được có mấy ngày giờ vợ, vợ mình bị uh, ma nó nhát á cái ảnh mới đưa về nhà vợ từ từ đó cái nhà nó đó đóng cái ông này ông mới dẫn lên trên đó dẫn lên trên đó thì ông thầy mo ông đi gần tới mà ông nhảy cái tưng 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 đó ông nói là nó nó ở trong đó nó ở trong đó cái ông không cho ai đi theo hết ông dẫn cái người đệ tử đi vào cái 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 nhà của anh đảm á anh đi xung quanh nhà rồi vô nhà, dọc hồi ông ra ông đứng ở phía sau nhà cái góc vuông của cái nhà đó, à, mà tính từ phía sau á, ông bước đi được hai ba bước đó thì ông dòm lên một cái cây, đó. mà cái cây đó đó là anh ở gần cái chỗ mà anh anh đảm khi trước đào đất để mà đắp lên, ông đứng ở đó rồi ông làm bùa làm phép gì của ông, ông đọc cái tiếng nói gì mà không ai hiểu được, ông nhảy 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 xung quanh cái cây đó ông làm cờ tưng cờ tưng, ông cầm cầm theo cái cây gì nữa, đó. thì ông làm như vậy hơn hai tiếng đồng hồ liên tục. Rồi ổng mới đi về, ổng kêu là làm đồ ăn này nọ cho ổng ăn. Hỏi thì ổng không có trả lời. Cái người bạn của ba chị tím á dịch lại là hỏi gì ổng không trả lời cho á mà ổng kêu làm đồ ăn cho ổng ăn cho ổng có sức. Thì làm cho hai thầy trò ăn. Ăn xong thì cái đêm đó đó ổng dặn là không cho ai đi theo. Thì hai thầy trò lên trên cái chỗ đó. Cái chỗ nhà của anh Đảm và ở lại nguyên một đêm trong đó. Đến sáng á hai thầy trò mới đi lại cái nhà của à, gia đình chị bích. À, xin lỗi các bạn gia đình chị tím. Về tới nhà thì theo như thông dịch á thì cái ông này ông nói là rồi đó, tôi chị rồi. À, theo không phải chị không phải tôi mà là tao, tao chị rồi. Cái dòng đó đó hỏi làng nó chết, rồi xác nó lấp xuống cái chỗ dưới cái cây đó. Chồng của chị tím đào đắt lên và những cái người làm chung nó không biết đào làm sao mà đào sức cái tay của bộ hài cốt sức cái tay bên phải và đắp lên trên cái nền nhà mà không ai hay biết hết cho nên như vậy đó nó dây nó đòi lại cánh tay và nó theo nó ám ban đầu là nó đòi cánh tay thôi nhưng mà do là chị tím có bầu và cái hồn này á nó hợp số với cái chị chị tím nó muốn bắt mẹ con của chị tím cho nên là nó ám theo tới nhà luôn do là nó bị cố định ở các cái khu vực cái nhà của anh đảm á mãi nó bởi vậy bên nhà anh đảm anh đưa cho anh vợ mình về bên nhà ba mẹ vợ nè nó không có theo được nhưng mà cái lần mà anh đảm đi ra ngoài cái cái ao á để mà câu cá trộm cái lần đó có đi ngang nhà và cái dông này là nó đi theo anh đảm và nó về được tới nhà của uh, ba mẹ vợ anh đảm đợi khi mọi người không có trong nhà mà nhà cửa hồi xưa đó ở trong khu vực núi thì đâu có kiểu mà giống như mình ở đây dân là đưa đốt mình thờ phụng cái này cái kia đâu người ta lo cái đói không xong nữa thờ phụng cúng kiến cho ai bởi vậy nó vô được trong nhà nó vô được trong nhà và nó định bắt hồn chị, chị tím nhưng mà may mắn là nó chưa có bắt được thì anh đảm anh về kịp và ba mẹ của chị tím cả gia đình về kịp Chứ nếu không là để như vậy tới dài ba tiếng đồng hồ nữa thì chị Tím sẽ chết Cái lời của ông nói như vậy đó Nhưng mà ông nói chắc chắn là Tao chị được rồi, tao bắt nó về, tao nhốt trong cái hũ Bay đưa lễ giặt cho tao để tao đi về bản, tao cho bản của tao ăn Thì mới đem cái giống như cái lời hứa là một con dơi với 10 con gà Thì đem đúng cái cái, cái, cái lễ đó và đưa cho cái ông này thì hai ông mới hí cầm đồ đem về bản của mình. thì uh, sau đó đó khoảng chừng một tuần sau thì chị tím sinh và sinh được mẹ chọn con vuông rất là mừng và cũng không hề thời gian sau nữa sống cũng không hề gặp cái dông hồn người cục tay nữa thậm chí về nhà của anh đảm sống cũng không gặp nhưng mà do cái sự ám ảnh đó, mà chị tím quá lo không dám ở cái khu vực đó khi mà có được mà qua cái thời mà đói đó thì cũng chuẩn bị được một số tiền bán châu bán bò này nọ thì đi vào khu vực đồng bằng sinh sống và sống yên ổn đến ngày hôm nay thì một cái chi tiết nữa đó thì cái thời điểm đó người ta thầy bà trên núi rồi nó, nó, ít lắm chủ yếu là dựa vô mấy cái ông mà uh, trên bảng này nọ thầy mo thầy thầy đó đó thì nhưng mà cũng không có dám mà tiếp xúc nhiều với họ chỉ là nhờ được cái lúc đó rồi đó hứa với họ làm sao làm vậy Rồi về chứ không có dám mà tiếp xúc nhiều với họ tại cũng sợ nhầm khi họ ở trên đó rồi họ đói rồi họ biết họ làm cái gì hay không cái tâm lý lúc đó người ta nghĩ như vậy thôi đến cả sau này luôn ba mẹ của chị Tiếm Tím với lại cái người bạn của ba chị Tím cũng vậy cũng ít có dám mà đi tới cái chỗ đó nhờ một lần rồi là thôi đó nhưng là những cái chuyện mà nó cấp thiết lắm mới dám lên nhờ nữa còn thời gian sau này thì theo cái lời chỉ tiếng nói Thì người ta không còn sống ở những cái khu vực đó nữa Và người ta có người Người ta nói được cái tiếng Cái tiếng của mình luôn Cho nên là người ta sống hòa nhập chung Và những cái ông thầy đó thì đương nhiên sẽ không có được Làm như hồi trước Rồi um, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc Và Cái mẫu chuyện này đó Là cái mẫu chuyện mà uh, Bây giờ hết chuyện nha Bảo sinh được xưng, xưng là cô thì cô tím á cởi lại mà khi cô cởi đó do là cái giọng của cô nó 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 khác với cái tiếng dùng miền bảo nghe thì nó nghe qua điện thoại á thì có thể là có những cái sơ xuất trong đó thì mong là mọi người thông cảm tại vì nghe cũng xin lỗi cô là con nghe cũng được nhưng mà cái kiểu là không có chưa có quen á theo kiểu là nói mà vài lần thì con mới quen được thì có thể những cái lúc mà cãi đó con có thể là con nghe và con 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 nhớ không rõ thì con kể như vậy mà cô có nghe được thì cô cũng được có buồn tại vì khi mà cô kể cho con nghe thì có những cái câu đối của dòng dùng miền của cô đó cũng đặc trưng nhưng mà con thì con có nói gì không có được mong cô thông cảm rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo